Thầy ơi, thầy cứu em được không thầy ơi? Dạ, vấn đề nó là thế này thầy này. Không hiểu là làm sao mà mấy cái ảnh ở trong máy của em ấy thầy, nó lại cứ không hiển thị lên này. Em không biết là cái ảnh nào nó vào cái ảnh nào cả thầy ạ. Đấy, cứ phải mở ra mới nhìn được. Hay là ví dụ như em muốn chèn một cái ảnh vào bên trong PowerPoint đi, em cứ chèn vào đây, mở vào đây này. Đấy, thế thì cứ cái ảnh đấy nó chả hiện lên thì làm sao mình nhìn rõ hiển thị to nhất thì mà vẫn không lên thẻ. Thì có cách nào thì chỉ giúp em cái. Chết thiệt. Ôi giời, tưởng gì khó chứ, tưởng cái đấy thì khó gì. Nè, chúng ta cùng làm nha. Trước hết này thì mình sẽ vào control panel đấy, vào cái chỗ Windows này gọi control panel để mở cái control panel này. Rồi sau đấy thì ở trong control panel này nhé, cái phần hiển thị nó có thể ban đầu của các bạn nó như thế này, thì mình bấm vào cái chỗ này rồi mình bấm vào chỗ small icon này đấy, sau đó vào cái chỗ file explorer option đấy, giờ bấm vào đây. Rồi sau đó thì vào view và bỏ cái dấu tích đấy, bỏ dấu tích ở cái chỗ là always show icon never thumbnail đi đấy, thì bấm vào đây thì bấm vào apply phát ok. Nào bây giờ mở cái thư mục của ảnh nè, tàng tách tàng đấy, ảnh lên rồi hiển thị thôi. Bây giờ nếu mà có chèn vào PowerPoint nha, vào PowerPoint chèn ảnh nè, ui giời hiển thị lên hết rồi đấy. Ok không mọi người, nếu mà thấy hay nhá thì hãy nhớ bấm tặng thầy Phương nút like. Nhớ bấm vào nút đăng ký kênh này, bấm vào hình quả chuông để thực hiện video mới mọi người sẽ nhận được ngay nhé. Cô nhớ chưa? Xin chào, hẹn gặp lại.